chúng ta cùng xem ghép cây mít tây quần luôn. Để nhân giống cây mít thì bây giờ chủ yếu người ta nhân giống bằng phương pháp ghép. Còn những phương pháp trước kia như là ươm từ hạt hay là chiết thì bây giờ không còn được áp dụng để ra nữa. Và để ghép thì cần có gốc ghép. Gốc ghép là một cây mít ươm lên từ hạt, được người ta trồng dưới đất và sau khi nó lớn thì bứng lên và vô bọt. Vô bọt như thế này thì khoảng từ 3 ngày cho đến 1 tuần rồi bắt đầu ghép được. Phần không thể thiếu nữa khi ghép đó là chờ ghép. Chờ ghép này thì được cắt xuống từ cây mít mà ta muốn nhân giống. Và những cái giống mít nổi tiếng và được nhân giống nhiều hiện nay đó là mít siêu sớm, mít nghệ, mít không hạt. Tiếp theo nữa để ghép thì cần có dây quấn. Dây quấn này là dây quấn chuyên dụng, được mua ở các cửa hàng bán ở những vùng chuyên nhân giống cây mít và giao ghép. Đây là dụng cụ quan trọng nhất. Giao ghép này cũng là giao ghép chuyên dụng, nó rất bén. Tiếp theo nữa là bao ni lông và thun. Bao ni lông và thun thì dùng để trồng ở chờ ghép lại sau khi ghép xong. Bao ni lông và thun thì trồng như thế này đây, để cho chờ ghép nó không bị mất nước. Bây giờ ta xem quá trình ghép. Trên gốc ghép thì cắt da nó như thế và chờ ghép thì cắt quán hai đầu, sau đó gắn vào và dùng dây quấn quấn lại. Cái đầu tiên, chúng ta xem cái thứ hai. Sau khi ghép xong thì dùng bao ni lông cầm lại và cầm để trong bãi ươm một tháng sau thì chờ ghép nó nảy mầm, và lúc đó tháo bao ni lông cầm này ra. Đến khi tháo bao ni lông cầm ra thì cây mít nó phát triển lên và khoảng 2 tháng sau là thành một cây thành phẩm có thể đem đi trồng được. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem cây mít một tháng sau khi ghép. Sau khi ghép thì người ta trồng bao ni lông và sau một tháng thì cái chồi nó bắt đầu phát triển. Ta thấy nó phát triển ở trong này. Và bây giờ ta cùng xem tôi tháo cái bao ni lông này ra xem nó phát triển như thế nào. Đó, đây. Chồi ghép sau một tháng. Cũng tùy cây, tùy độ khỏe của cây mà sau một tháng thì nó phát triển dài hay ngắn. Có cây thì nó chỉ phát triển lên một chút thôi, có cây thì nó dài hơn, có thể nó dài gấp đôi cái này nữa. Và nó phát triển như thế này thì người ta tiếp tục nuôi đến một thời gian nó sẽ phát triển cao hơn nữa và khoảng hơn một tháng thì bán được. Sau khi tháo bao ni lông thì khoảng một tuần đến 10 ngày thôi thì nó phát triển lên cỡ này. Nó phát triển rất nhanh bởi vì chồi nó non và nó khỏe. Rồi đến khoảng nửa tháng thôi thì chồi nó sẽ phát triển chỗ này và nó bắt đầu có 2-3 lá rồi. Thì khoảng nửa tháng nữa là khoảng 1 tháng thì một số người là người bắt đầu người ta xuất vườn và cho đem đi bán được. Còn đến 1 tháng rưỡi thì người ta bắt đầu đem đi trồng được. Và sau khoảng 1 tháng rưỡi sau khi tháo bao ni lông trồng thì cây nó phát triển cỡ này. Và cỡ này là đem đi trồng được rồi. Hoặc là nếu như những vườn ươm chuyên nghiệp thì người ta đem đi bán được. Đây là một cây thành phẩm. Rồi bây giờ ta cắt chồi ghép bơ để bắt đầu ghép. Thì trên cây bơ chọn những cái
tròi già chứ không tròi tròi nhau, và cái độ lớn nó cũng vừa với cây gốc kép. Mà cắt bỏ hết lá thì chắc làm chừng chục mười mấy cây được rồi. Okay. Lấy trời ghép là như thế, và tốt nhất thì nên ghép trong ngày, để qua hôm sau thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng. Ghép thì phải có gốc ghép và trời ghép. Ghép xong, ghép xong thì dùng bao ni lông và thùng để cầm lại. Ghép chữ này thù quá. Thấy là ghép xong. Cái này chung với giống này không quá. Hai khác. Viên hội thì bỏ nguyên cục đó, cái này không quá nào không biết không ba tư không. Sau khi ghép xong thì để vào bãi luôn, và khoảng một tháng sau bắt đầu cây nó đâm chồi và tháo bao nhiêu lông trùm ra. Đây là những cây đã ghép, bây giờ ta xem một cây. Chào các bạn, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cách nhân giống cây mận bằng phương pháp ghép mà không cần dùng gốc ghép. Đây là phương pháp ghép mới, và cái nguyên lý của nó là trong quá trình ghép thì cái cành ghép nó ra rễ trong bầu xe dừa, và khi cắt xuống thì nó có bộ rễ hoàn thiện luôn. Đây là phương pháp ghép mới và rất là độc đáo. Và cách cái những cái dụng cụ cần có để ghép thì gồm có dao ghép. Nó đây là dao ghép. Rồi, cái đó là một cái bịch đựng sơ dừa hoặc là đựng đất, để khi mà ghép xong thì cây nó ra rễ ở trong cái bịch này. Rồi tiếp theo là thun. Rồi dây ni lông và dây quấn. Dây quấn đây là dây cắt ra từ bao ni lông dùng để quấn cái vị trí ghép. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành ghép. Ta cần một cái cây dùng để làm gốc ghép, và cái cây đó được cắt trên chính cây mận mà ta ghép. Rồi cắt. Nó chọn một cái cành mận to hơn cái cành ta cần ghép một chút. Và cắt nó để dùng để làm gốc ghép. Khi cành mận đã được cắt xuống thì ta cắt nó ra một đoạn dài khoảng 1.5 tấc, và cắm vào trong cái bịch ni lông mụn dừa để làm gốc ghép. Sau đó dùng thun quấn lại, buộc lại.
Mà một điều lưu ý là cái muộn bịch ni lông muộn giò này nó giữ vừa độ ẩm, để trong quá trình ghép thì chính cái cành mận mà ta vừa cắm vào bịch này nó sẽ ra rễ và sẽ tạo thành bộ rễ cho cây sau này. Ở cái đặc điểm độc đáo của cái phương pháp ghép này là như thế, cho nên là không cần gốc ghép ươm từ hạt. Chui. Rồi bây giờ bắt đầu ghép thì vác hình cái niêm trên cái gốc ghép. Đây, vác hình cái niêm như thế này đây các bạn. Sau khi chuẩn bị cái phần gốc ghép xong thì buộc dây vào và chuẩn bị treo lên trên cành ghép. Và sau đó thì ta tới công đoạn chọn cành ghép. Ta chọn một cái cành dài khoảng 4 tấc và vừa đẹp ở trên cây. Và lưu ý là chọn cái cành ghép thì nó nhỏ hơn gốc ghép và chỉ vừa chuẩn bị một chút. Và bây giờ tôi sẽ chọn cành này rồi bắt đầu ghép. Nó sau khi chọn cành ghép xong thì bắt đầu ghép. Và khi ghép thì cắt quát một đường từ dưới lên, chẻ một đường từ dưới lên ở trên cành ghép. Gắn lại. Nó và cái cành ghép đây sẽ được gắn vào cái đường đã chẻ từ dưới lên ở trên cành ghép. Nó gốc ghép được gắn vào cành ghép. Xong rồi dùng dây ghép chuyên dụng quấn lại. Sau khi quấn xong thì dùng như thế là dây ni lông treo cái bầu xì dừa vào trong nhánh cây. Rồi, và bầu ghép và cành ghép sẽ để ở đây khoảng 1.5 tháng. Sau đó thì rễ của cây mận nó sẽ ra, rễ của cây mà chuẩn bị làm gốc ghép này nó sẽ ra đầy ở trong cái bầu ni lông này. Thì lúc đó ta sẽ dùng dao cắt ở ngay vị trí của tay thôi nè, cắt cái cành ghép này ra, và lúc đó ta sẽ được một cái cây gồm có gốc, thân và cành lá. Lúc đó thì sẽ được một cái cây mận hoàn thiện. Và đặc điểm đặc biệt nhất của phương pháp này là ghép mà không cần gốc ghép. Gốc ghép chính là cành ghép, chính là cành của cây mận được cắt xuống từ cây mà chúng ta ghép.